Hay quá, ảo diệu. Ôi cái đề này. Ốc sọc, ốc sọc, ốc sọc. Khẩu, khẩu, khẩu. Con này thì zoom này, zoom 3 này. Của em chỉ có 0.5 này anh. Đây là chỉ 0.5 này, con này đấy, zoom này. Như trông đẹp. Nhìn nó thấy phê, nhưng không bao giờ bằng. Em mua con này bởi vì em chụp cái cây ở trước này. Đấy là người mắt không? Đúng, người vlog chụp tình thường đẹp nhỉ. Mình ngất luôn mẹ, như chụp cho máy cơ. Điểm ảnh siêu đẹp luôn. Tinh tế không? Cháy, cháy. Bình thường thì là đẹp rồi. Nói chung là so với điện thoại thì nó quá đẹp rồi. Quá đẹp luôn. Đây. Nước này. Nó nghề hết này. Nó có hết. Chứ bây giờ người ta lắp dính. Nó chưa có câu trêu ấy. Anh nhìn cái bể nào mà vẫn đéo bao giờ có nước không? Bên kia không chịu được nhiệt rồi. Là chim cho nó nét. Chưa nhiều tiền. Chưa nhiều tiền thì chẳng.